Ông Mike Stitt là chủ tịch của Liên đoàn Bowling Nam Thế giới và bộ chủ tịch của Liên đoàn Bowling Nam Việt Nam về tham dự. Kính thưa võ sư trưởng đoàn, kính thưa hội đồng võ sư trưởng đoàn môn phái Bowling Nam Việt Nam, kính thưa toàn thể quý võ sư hiện diện ngày hôm nay, báo cáo kết quả khóa thi Hồng Đai năm 2019. Thí sinh Trần Hoài Hận của đơn vị Đồng Tháp và thí sinh Mohamed của đơn vị Angari. Xin trân trọng kính mời võ sư Nguyễn Văn Xem, võ sư Nguyễn Văn Sáng và võ sư Trần Văn Mỹ trong hội đồng võ sư trưởng đoàn môn phái đến sắp đây cho ba thí sinh. Xin trân trọng kính mời. Tiếp tục chương trình là các thí sinh tiêu biểu đạt đẳng cấp thi Hồng Đai đệ nhị cấp. Xin mời thí sinh Nguyễn Hoàng Hiệp đơn vị Bình Dương, võ sư Quỳnh Châu Sang của đơn vị Kiên Giang, thí sinh Nguyễn Trung Phúc của đơn vị Hậu Giang. Và thí sinh Đỗ Ngọc Thạnh của thành phố Hồ Chí Minh, thí sinh Nguyễn Văn Phán của đơn vị Tiền Giang. Xin mời các võ sư lao động chủ quản, võ sư xin mời võ sư Nguyễn Văn Sen, võ sư Nguyễn Văn Sáng, võ sư Trần Văn Mỹ, võ sư Trần Tấn Vũ và võ sư Cao Ninh của môn phái và võ sư Nguyễn Vũ Hạnh lên tháp đài cho các thí sinh. Thank you.
tiếp tục là phần đất đai danh dự cho các thí sinh Hồng Gai để nhất cấp, có thí sinh Mai Thị Kim Thùy, Nguyễn Chí Minh. Xin mời võ sư Nguyễn Văn Sáng, võ sư Trần Tấn Vũ và võ sư Trần Nhã Mỹ lên đất đai danh dự cho các thí sinh Hồng Gai để nhất cấp. Võ sư Hà Tiến Độ và võ sư Nguyễn Công Hóa xin đắc đai danh dự cho các tân binh. Lửa thiêng lạc hồng sáng ngời.